nhân viên phát hiện các chiếc xe bị trộm nằm dưới đáy con sông. Tin từ Dallas, trong ngày 24 tháng 10 năm 2013, nhân viên sửa chữa đập sông đã tìm thấy 20 chiếc xe nằm dưới đáy con sông Trinity gần Dallas, Texas. Một công ty xây cất đang làm việc tại đập sông đã phát hiện ra các chiếc xe khi họ hút nước khỏi hồ sau khi đập sông. Các nhân viên đã liên lạc với cảnh sát. Đội ngũ chuyên điều tra các vụ trộm xe đã cần 6 tiếng đồng hồ mới kéo được tất cả 20 chiếc xe dưới đáy đưa về ti để tiếp tục điều tra. Cảnh sát đã có thể xác nhận nhãn hiệu vào thời gian sản xuất của chiếc xe. Họ cho rằng số xe đã xác định được sản xuất và trộm cắp vào năm 1987 tới năm 2007.